Trước những diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và nhiệm vụ quân sự quốc phòng còn lại năm 2021 bằng hình thức trực tuyến ở 25 điểm cầu. Kết luận hội nghị, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị cần tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc. Các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn có dịch cần tạm dừng giải quyết đi phép, tranh thủ cho cán bộ chiến sĩ thuộc quyền sẵn sàng mở rộng khu cách ly tập trung, triển khai bệnh viện dã chiến để tiếp nhận công dân đến cách ly điều trị khi địa phương yêu cầu. Bên cạnh đó, cấp ủy chỉ huy các cấp cần có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo sát đúng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa huấn luyện vừa chống dịch, làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, tổ chức huấn luyện, hội thi hội thao chặt chẽ nghiêm túc có chất lượng.